về nguyên liệu chính thì mình cần 200g bột gạo, 150g bột năng, 500g thịt lợn xay, 6 miếng mộc nhĩ, hành phi, 1 mớ rau mùi và 2 củ hành tây. Giờ thì mình sẽ luộc thịt. Vì mình không muốn dùng bột ngọt nên là mình sẽ lấy nước dùng thịt này để pha nước mắm. Do đó mà nước mắm sẽ có vị ngọt thanh, tự nhiên hơn. Trong lúc chờ thịt sôi thì mình sẽ đi ngâm mộc nhĩ. Tiếp đến là mình sẽ thái nhỏ hành tây. Kiểu thái này là mình xem rồi học của Gordon Ramsay nên là sẽ thái được rất là nhanh và tiết kiệm được thời gian nữa. Khi thịt sôi rồi thì mọi người nhớ vớt bỏ ra để nước dùng được trong nha. Mộc nhĩ đã nở rồi thì mình đem đi thái thôi. Cách gom cuộn mộc nhĩ lại rồi thái là mình học của mẹ mình. Với cách thái này thì rất là đơn giản và được tiết kiệm được thời gian nữa. Sau khi thái thành từng miếng rồi thì mình sẽ bắt đầu băm nhỏ. Xử lý hai ống bột này nhau. Thường thì mình sẽ đong bột bằng cân, nhưng nếu mọi người không có cân thì có thể dùng ca. Sau 15 phút thì mình sẽ vớt thịt ra để đem đi xào. Rồi cho một thìa canh muối ăn và một thìa canh nước mắm để cho hỗn hợp thịt và bột nghĩ sao đỡ nhạt. Một chút tiêu xay để cho thơm và dậy mùi. Lúc này thì mọi người nhớ để lửa cỡ vừa thôi nha.
bột dẻo mà không để lại vị sợ sượng, nghĩa là bột đã chín rồi đấy. Với nước mắm thì mình sẽ pha theo hai vị chính, đó là hơi ngọt và đậm đà. Hello mọi người, mình xin được tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Mình là Hoàng Anh, đến từ Hà Nội, là một du học sinh Đức. Hiện tại thì mình đang là một thực tập viên ở một công ty sản xuất thép ở Bremen. Sắp tới thì mình sẽ là sinh viên năm nhất ở trường đại học FAU Nürnberg Erlangen. Và mình học về ngành cơ khí, hay trong tiếng Đức còn gọi là Maschinen und Bau. Xem đến phần này thì hẳn là mọi người đã xem xong phần hướng dẫn làm bánh lúc nóng của mình rồi đúng không nào? Có nhiều đứa bạn của mình ở bên này nó hay hỏi những cái câu mà chắc là ở nhà mày hay bày vẽ rồi nấu nướng nhiều lắm đúng không? Nhưng mà thực chất là không. Mình mới thực sự bắt đầu nấu ăn cách đây vỏn vẹn 2 năm mà thôi. Còn trước đây ở nhà ở Việt Nam thì mình thực sự chỉ có nấu được mì úp hay là cùng lắm là rán trứng ốp la này nọ. Trong khi mẹ với chị mình đang bận rộn việc bếp thì mình nằm trên nhà chơi điện thoại rồi đọc sách. Nghĩ lại thì mình thực sự vô dụng đến thế à? Nhưng cho đến khi sang đây thì mình thực sự thay đổi rất là nhiều. Mình đã có thể nấu được rất là nhiều món mà trước đây mình chưa từng nghĩ là mình có thể làm được. Và mình tự cảm thấy là bản thân mình thì còn rất là trẻ và mình sẽ phải học, còn phải học rất là nhiều thứ, mà không chỉ trong việc nấu ăn này mà còn trong nhiều vấn lĩnh vực khác. Và mình có một cái là khi mà mình làm thành công một cái việc gì đó thì mình rất là muốn dạy hay là muốn chỉ bảo lại cho mọi người cái cách mà mình đã làm được cái việc đó thành công. Và mình có một niềm tin là mình làm được thì mọi người cũng làm được, hay mọi người làm được thì mình cũng có thể làm được. Và đó là đôi điều về bản thân mình. Nếu mà mọi người muốn mình làm thêm video về lĩnh vực gì đó thì hãy comment bên dưới để mình biết nhé. Chúc mọi người nấu ăn thành công và hẹn mọi người ở video sắp tới nhé. Bye.